thì hàng ngày thường chia sẻ rất nhiều những cái thông tin tương tự. Đây là những lần mà chúng ta thấy là cái số lượng đầu ổn định nhiều được nạp lên trên sàn đó. Mà khi mà điều đó xảy ra thì các bạn đã thấy là chúng ta sẽ nhận được một cái alert, một cái thông báo như thế này. Thông báo này cho chúng ta biết được là mỗi lần mà cái chỉ số đầu ổn định tăng lên 80 có nghĩa là có rất nhiều người đang nạp độn định lên trên sàn và các bạn thấy được là trong giờ này chúng ta nhận được rất là nhiều những cái tài liệu này trong vòng ngày hôm qua thôi đã có một hai ba bốn lần và ngày hôm nay đã có một lần và trước đó cũng có nhiều lần như bài nào mà theo dõi thuần capital thì cũng nhận được nhiều cái thông tin này ở trên những mạng xã hội có nghĩa là chúng ta thấy rất nhiều người đang gấp rút để mà đẩy tiền lên trên những sàn giao dịch thì thường chia sẻ thêm là các bạn thấy được là trong dòng 30 ngày qua rất nhiều đồng ổn định đã được in ra các bạn thấy được chúng ta không nói riêng là đồng ổn định là đồng Tether và chúng ta nói luôn đồng USDC để chúng ta nhìn vào biểu đồ của Tether đi thì các bạn thấy được là trong vòng 30 ngày qua thì điều gì đã xảy ra các bạn thấy được là đây là cái vốn hóa của đồng Tether đương nhiên một đồng là một đô la thì các bạn thấy là trong thời gian 30 ngày qua rất nhiều những đồng Tether được in ra và in ra bao nhiêu các bạn thấy được là chỉ trong thời gian 30 ngày thôi đã có 5,3 tỷ đô la đồng Tether được in ra và chúng ta nhìn vào USDC đi nghĩa là đồng ổn định mà sàn Coinbase sử dụng rất nhiều thì các bạn thấy được là trong vòng 30 ngày qua đã có thêm 1,7 tỷ đô la được in ra ở trên những, cái mạng lưới này các nghĩa là bây giờ đang có rất nhiều nhiệt độ ổn định và thường thì sau khi nhiệt độ ổn định được in ra các bạn sẽ thấy là sau đó là sẽ có cái sự tăng trưởng về mặt giá cả đây là những điều mà chúng ta đã thấy trước đây tại vì đương nhiên để giá tăng thì phải có người mua và nhiều người bây giờ khi mua họ sử dụng độ ổn định và đương nhiên Chúng ta sẽ không nói riêng về Bitcoin mà những đồng ổn định cũng được sử dụng để mà thu mua những cái altcoin. Đây là cái tình hình mà Thuần thấy được xảy ra bây giờ. Cho nên dựa theo những thông tin này đó thì rất khó để mà Thuần nghĩ là chúng ta sẽ thấy cái sự đi xuống giá mạnh. Như là nhiều bạn à, đã nói ở những cái comment, ở những comment trên uh, Facebook hay là Youtube đó. Nhiều bạn nói là dựa theo phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể thấy Bitcoin đi xuống rất là sâu. Nhiều bạn nói có thể chạm tới cái mức là 20.000 đô. Thì thường thì không nghĩ như vậy các bạn thấy là những tài liệu thường nhận được bây giờ thì không cho thường thấy là đây là một cái tình hình khả khi có thể xảy ra đương nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng mà đối với Thuận đây là một trong những cái kịch bản không khả khi lắm thường thì vẫn nghĩ là 30 000 đô vẫn là một mức mà Thuận tin tưởng cho đến khi nào bị phá vỡ chúng ta mới tính tiếp chúng ta không khi nào mà tính trước cho đến khi nào mà điều đó xảy ra các bạn thấy được là bây giờ nếu như mà chúng ta nói từ cái mức là 42.000 đô ngày 8 tới tháng 1 mà điều chỉnh xuống còn 20.000 đô thì đã xuống 52%. Thường có thể cho các bạn biết được là nếu như chúng ta nói trong một mùa tăng trưởng mà điều chỉnh 52% thì là một điều hầu như là thường chưa có thấy, có thể nói là đây có thể không còn là một cuộc điều chỉnh nữa mà chúng ta đã bước vào một mùa đông kế tiếp của crypto rồi. Đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Tóm tắt lại thì bây giờ thường vẫn nghĩ đây chúng ta sẽ tiếp tục thấy cái dùng 30.000 đô được hỗ trợ đó là suy nghĩ cá nhân của thường. Các bạn nghĩ sao thì hãy comment bên dưới và cái điều mà chúng ta thấy đây là gần đây có rất nhiều và rất nhiều những đồng hầu như là đang bị ức chế các bạn thấy được là đồng Bitcoin và Ethereum hầu như là đang bị một lực nào đó giữ ở cái mức này nhưng mà khi mà các bạn thấy được là có những cái dấu hiệu như là có rất nhiều những động định được in ra có rất nhiều động định trên sàn chúng ta thấy có rất nhiều những thông tin đến từ những người nổi tiếng như là Elon Musk ủng hộ thị trường này thì không có lý do gì mà thường nghĩ là chúng ta sẽ ở cái mức này quá lâu đây là điều mà thượng muốn chia sẻ với các bạn về chuyện Elon Musk đó, thì Elon Musk nói gì? Có phải là Elon Musk đã mua Bitcoin hay chưa? Thì tôi nghĩ là không ai biết được, <laughs> chỉ có Elon Musk biết được mà thôi Cho đến ngày hôm nay thì ít ra thì Elon Musk cũng đã đứng chính lại mình là một người ủng hộ thị trường Bitcoin Và chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin khác ngày hôm nay thì Hôm nay có những bài viết nói là sau khi GameStop sẽ có nhiều người thì không biết cái điều này là có cái ý nghĩa mạnh hay là không Tại vì các bạn thấy được là đúng là bây giờ chúng ta thấy có rất là nhiều người đang sốt Bitcoin nhất là trên sàn CME Nhưng mà rất là khác với lại GameStop các bạn thấy được là những cái cổ phiếu đó Khi mà các bạn thấy người ta sốt nhiều thì các bạn có thể đẩy giá lên để ép người ta cover short nghĩa là ép người ta mua lại Bitcoin và khi mà người ta đi mua, có nghĩa là ép người ta mua lại cổ phiếu của GameStop Và khi người ta đi mua Cổ phiếu GameStop Thì mà cho ra cho sàn đó Thì không có cổ phiếu sẵn Tại vì mọi người đều đã thu mua rồi Lúc đó các bạn mới thấy được Là cái short squeeze Cái giá mới tăng lên mạnh Nhưng mà Bitcoin trên sàn CME nhưng mà có đã biết là CME là một cái sàn Cho giao dịch Bitcoin Futures Nghĩa là hợp đồng tương lai của Bitcoin Và những cái Bitcoin Futures đó Là không cần phải có à, Bitcoin xa có Nghĩa là sau khi mà hợp đồng đã đáo hạn thì người thắng người thua họ chỉ cần là chung với nhau sử dụng tiền mà thôi không cần phải đi thu mua Bitcoin thì thường không có nghĩ là chúng ta sẽ thấy một cái short squeeze như là GameStop trong thị trường Bitcoin này và như bây giờ cho là những cái nhà báo như là CNBC hay là nhiều nhà báo khác đó đưa ra những thông tin như là bây giờ họ sẽ đi pump bitcoin họ sẽ đi pump bạc vân vân đây là những cái thông tin để làm gì nhiều người bây giờ cho là những nhà báo này đưa ra những thông tin này để mà làm cho cộng đồng của Wall Street Pet phân tâm đương nhiên nếu như mà mọi người được đồng lòng với nhau để mà đẩy cổ phiếu của GameStop giá tiếp tục tăng lên thì sẽ có hiệu quả hơn là bây giờ nhiều người mỗi người thì đều có một chí hướng một người thì muốn đi uh, pump bạc một người thì muốn đi pump cổ phiếu AMC một người thì muốn đi pump GameStop một người thì muốn đi pump Bitcoin thì đương nhiên tài nguyên sẽ bị chia năm chia bảy thì cái lực sẽ không còn như trước nữa đây là một trong những điều mà nhiều người chỉ trích là những nhà báo bây giờ đưa những thông tin là Bitcoin sẽ là cái tài sản kế tiếp được pump để làm gì để cho chi phối những người trên subreddit Wall Street Bet. Các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở bên dưới Đây là một cái hình rất là thú vị Đây là cái hình được chia sẻ ở trên Twitter Thì các bạn thấy được tạo hình này đó cho chúng ta thấy được là cái tình hình bây giờ của Bitcoin đó Có giống như là cái thời điểm đỉnh của năm 2007 hay là không các bạn hãy comment bên dưới đây là cái biểu đồ đến tháng của Bitcoin mà nhiều bạn cũng đã chỉ ra được Nhưng mà cái điều mà các bạn thấy được đó là chúng ta làm sao biết được đây là đỉnh hay là đây chỉ là một trong những nơi nghỉ ngơi của Bitcoin mà thôi Tại vì các bạn thấy được năm 2017 đó thì có những cái lần mà có điều tương tự đã xảy ra như là các bạn thấy được là năm 2017 đã có hai lần hai lần mà các bạn thấy được là chúng ta thấy là cái nến cũng tương tự như là cái tình hình hiện bây giờ đây là nến tháng các bạn thấy được là đây là cái tình hình của đầu năm 17 và trước đó nữa các bạn thấy được là giữa năm 16 thì cũng có tình hình tương tự và các bạn thấy là nếu như mà chúng ta nghĩ đây là đỉnh rồi thì khi các bạn bán các bạn đã bỏ lỡ một đợt tăng trưởng rất là lớn và sau đó điều từ từ cũng đã xảy ra vào đầu năm 2017 và nếu các bạn bán ở đây thì các bạn đã bỏ lỡ cái đợt tăng trưởng kế tiếp thì bây giờ câu hỏi là làm sao các bạn biết được là cái tình hình bây giờ có giống như là đợt cuối của tăng trưởng của năm 2017 hay là giống như là đầu năm 2017 hay là giống như giữa năm 2016 làm sao chúng ta biết được thì có một bạn ở bên dưới đã comment chỉ ra được là bây giờ chúng ta không nên chỉ nhìn riêng về cái biểu đồ nến tháng này mà chúng ta cần phải để cái tài liệu Bitcoin Haven lên thì các bạn thấy được là Bitcoin Haven uh, lần thứ ba nghĩa là năm ngoái hồi tháng 5 ngày 11 Tây thì cái đợt mà Haven này sau đó các bạn thấy được là giá của Bitcoin đã tăng trưởng cho tới ngày hôm nay, lúc đó là 8.500 đô. Các bạn đã nhớ là Bitcoin bình chúng ta nói tới rất là nhiều năm 2020. Và sau khi mà Thuần chia sẻ Bitcoin bình thì mỗi hai ngày sau các bạn lại hỏi Thuần là khi nào Bitcoin mới tăng, tại sao Bitcoin chưa có tăng. Trong khi mà chúng ta cũng đã biết là giá Bitcoin chỉ tăng sau Bitcoin bình 6 tới 8 tháng mà thôi. nghĩa là cuối năm 2020 và cuối cùng giá cũng đã tăng như là nhiều bạn mong đợi. Cho nên một trong những điều rất quan trọng khi mà các bạn đầu tư lâu dài đã nói đầu tư lâu dài thì các bạn cần phải có nhẫn nại nhưng mà điều mình thường muốn nói với các bạn đây đó là chúng ta nhìn vào cái đợt hai bên thứ nhì đi ngày 9 tháng 7 năm 2016 và trước đây nữa là ngày 28 tháng 11 năm 2012 thì một những điều mà người này trên Reddit chỉ ra được đó là chúng ta không nên chỉ nhìn vào những cái biểu đồ nến tháng như vậy à, mà đưa quyết định là chúng ta đang ở đỉnh hay là chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng mà chúng ta cần phải để thêm những thông tin như là thông tin bình vào thì các bạn thấy là lịch sử trước đây đương nhiên tương lai như thế nào thì không biết được nhưng mà lịch sử trước đây là mỗi lần mà Halving xong thì đợt tăng trưởng không kết thúc như vậy chứ mà theo rồi cái đợt tăng trưởng sẽ kéo dài một thời gian đây là cái tài liệu của năm 2012 sau đó năm 2016 Bitcoin bình xong là tiếp tục tăng trưởng Và đây là một chu kỳ kéo dài khoảng chừng là 4 năm Thì trong cái đợt tăng trưởng năm 2016 đó Sau khi mà Harbin ngày 9 tháng 7 Thì các bạn thấy là năm 2016 à, Bịch khoan tăng trưởng liên tục Lên tới cái đỉnh là ngày 17 tây tháng 12 năm 2017 Có nghĩa là chúng ta thấy bịch khoan tăng trưởng gần một năm rưỡi và trước đó năm 12 thì cũng có cái thời điểm tương tự Và bây giờ thì nhiều người không có lý do gì nghĩ là đợt tăng trưởng này sẽ khác Hay đợt tăng trưởng trước đó có nghĩa là chúng ta đã hết hơi rất là lẽ như vậy Có nghĩa là từ tháng 5 mà bây giờ chỉ mới tháng 2 của năm 2021 mà thôi Có nghĩa là chúng ta chỉ mới tăng trưởng chỉ có 6 tháng mà thôi Thì đây không phải là một điều đã xảy ra trước đây Trước đây chúng ta có cái thời kỳ tăng trưởng là hơn một năm Thì nếu như mà chúng ta tăng trưởng một năm thì phải đợi tới tháng 5 của năm 2021 này chứ không phải là thời điểm bây giờ là tháng 2. Đây là điều mà Thượng muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta nhìn một số những thông tin khác nữa được chia sẻ bởi Coinbase. Đây là cái thông tin thống kê của Coinbase liên quan đến tình hình của Bitcoin hiện bây giờ là Bitcoin lợi nhuận như thế nào. Từ đầu năm 2020 cho đến ngày hôm nay thì các bạn thấy là rất rõ ràng là chúng ta nhìn vào vàng, chúng ta nhìn vào cổ phiếu chỉ số S&P 500 chúng ta nhìn vào đồng đô la thì các bạn thấy được là vàng với lại chứng khoán chỉ số S&P 500 thì lợi nhuận đương nhiên không bằng bitcoin. Bitcoin có khi đầu năm nay đã lợi nhuận lên tới là hơn 400% mà bây giờ các bạn thấy được lợi nhuận từ đầu năm ngoái đầu năm 2020 cho đến thời điểm bây giờ vẫn có lợi nhuận là 350%. Đây là một lợi nhuận các bạn có thể thấy được là nhiều người có thể nói bitcoin nguy hiểm nhưng mà nguy hiểm mà có khả năng có lợi nhuận thế này thì nhiều người cũng sẽ suy nghĩ lại các bạn thấy là nhiều nhà đầu tư bây giờ họ sẽ đầu tư một phần nhỏ vào trong thị trường Bitcoin một phần nhỏ đó nếu như mà có được lợi nhuận như là trước đây thì một phần nhỏ đó cũng đã làm ảnh hưởng rất nhiều đối với cái lợi nhuận của quỹ đầu tư của họ cho nên trong cái thời gian tới đây thường nghĩ là sẽ càng ngày càng có nhiều những cái công ty lớn những công ty đầu tư họ sẽ chích một phần ra giống như là một phần trăm hay là năm phần trăm quỹ đầu tư ra để mà để vào trong bịch khôi và các bạn cứ nghĩ đi nếu như mà nhiều công ty làm như vậy thì chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ dẫn đến là sẽ có rất là nhiều tiền đổ vào thị trường bịch khôi này và chúng ta đương nhiên bây giờ chỉ nói tới Bitcoin mà thôi. Và các bạn cũng đã nhớ là trong tuần này chúng ta sẽ có một cái cuộc hội nghị được tổ chức bởi công ty Michael Strategy và CEO đó chính là Michael Saylor sẽ giải thích về cách đầu tư Bitcoin với những công ty lớn. Cho nên đây là một tuần rất là quan trọng. Trong vòng vài ngày tới đây chúng ta có thể thấy được có rất là nhiều cái sự dao động về mặt giá cả.